Hey, hello cả nhà. Hôm nay mình với gia đình đi về quê các bạn, về quê để đám cúng đình. Hôm nay đi hai gia đình mình với gia đình dì Bãi, Quỳnh Chí Bảo á. Thì giờ đang ở cao tốc và chuẩn bị đi về dưới đây. Thì bây giờ trên đường đi thì có gì quay tiếp cho mọi người xem nha. Hôm nay đi có ba mẹ nữa đây. Chào các em. Chào cô chú. Chào cô chú nghe Quỳnh. Chào cô chú. Quỳnh Nguyễn nè. Ok. Ở ngoài đó nè. Rồi, chào bác Sáu nha. Ok. Mấy cháu nó mẹ chút có tiền là vui rồi. Rồi, ok. Thôi giờ chút xíu quay tiếp cho mọi người xem nha. Yeah.
Cũng đắng đi. Cũng hợp cũng được. Bây giờ kết thúc bữa ăn sáng tại tại trong quán chị đây không biết thôi nha. Bye bye cả nhà ha, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của gia đình mình nha cả nhà.